em vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đang thấy xung động khi gần em sẽ là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Em thật sự yêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Trời này ê, đêm hôm qua khi say em nói về tôi, về người em yêu. Em bảo người ấy rất giống về tôi nhưng tôi biết thừa em điêu. Thêm hai ba ly làm em muốn keep it real. Em hôn tôi trước khi em nói rằng em yêu tôi nhiều bao nhiêu. Em xinh nhưng mình tinh màn bạc. Tôi phải về đôi của em, vấn đề này miễn bàn. Và em quy định khi tôi yêu em phải giống như cách tôi làm nhà. Nên là hai